có 24.402 công ty tại Sài Gòn giải thể. Việt Nam trở thành quốc gia hiếm hoi trên thế giới vẫn tăng trưởng kinh tế. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 9 năm 2020 loan tin, dữ liệu của cơ quan thuế cộng sản tại Sài Gòn cho biết, đến nay đã có 24.402 công ty ở Sài Gòn tuyên bố giải thể ngừng hoạt động. Chỉ tính riêng trong một tháng ở lại đây thì đã có 3.400 công ty tuyên bố phá sản. Theo cơ quan thuế cộng sản thì cứ trung bình một tháng thì có hơn 3.000 công ty phá sản hoặc ngừng hoạt động. Còn các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ mang tính gia đình cũng rơi vào tình trạng vật vã để tồn tại. Hậu quả kéo theo là có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người phải lao động, mất việc làm. Còn đối với nhà cầm quyền cộng sản thì bị thất thu tiền thuế. Cơ quan thuế cộng sản tại Sài Gòn cho biết, trong 8 tháng qua, tiền thuế thu được chỉ đạt được 53.17%, dự toán cho năm 2020 giảm đi 15.98% so với cùng thời kỳ năm 2019. Theo cơ quan thuế cộng sản thì tiền thu thuế từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, từ công ty của nhà cầm quyền cấp trung ương đến cấp địa phương hay là các công ty có vốn đầu tư ngoại quốc đều giảm. Trái ngược với thực tế này, vào ngày 29 tháng 9 trên báo Vietnamnet vẫn loan tin rằng mặc dù nền kinh tế đi xuống, nhưng Việt Nam vẫn trở thành quốc gia hiếm hoi trên thế giới có tăng trưởng kinh tế. Tuyên bố này cũng tương tự với tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản vào thời gian trước, là mây đen bao phủ toàn cầu, chỉ có Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được mặt trời chiếu sáng.